đây cả nhà. Ở đây có cho đưa xe của con nít này cả nhà. Đây mấy chiếc xe đây nè. Nó sẽ chạy một vòng đây. Trời ơi, mấy xe đẹp kìa. Tự đạp xe, tự điều khiển đó nha. Xe mũi trần. Đây là xe mũi trần. Oui, c'est fermé, peut-être à 14h, c'est ouvert. Oui. Đây, có mấy cục sạc rồi đó nha. Mấy cục sạc. Đây, giờ đua xe. Thứ 22 tây. Đây. Có ghế ngồi đo hết đây nè. Đây. Tắt dây rồi, cha mẹ đi xung quanh. Đây, bảo hộp tổng hôm 29 tây tới mùa. Tới 22 tây, đây 10 giờ tới 13 giờ, 14 giờ. Tới 18 giờ. Đây. Đó, mấy chiếc xe đẹp, đẹp ghê không? Đỏ răng Rover gì. Không biết nhường tuôn, không biết. Mình thấy mấy nhỏ nó chạy qua nai cái nhỉ. Mấy chiếc xe rồi đó. Không biết bao nhiêu tiền một tuôn. Đây thế nào quảng cáo nữa. Đây mấy đường chạy đúng không? Mấy cái đường chạy. Còn cái này thì chơi trò chơi. Thì đu quay đi lên ngồi đạp. Từ 18 tháng đến 10 tuổi. Còn thì bán trong gòn. Kẹo gòn đó nha. Đây. Cái máy làm kẹo gòn. Nặng bông bóng. Con mực bóng này, con này chơi đua, chơi anh em chơi vòng tròn, vòng tròn nha. Có cả ông lên ngồi đạp đây nè, giờ họ đóng cửa rồi, lẽ họ mới mở lại. Nhà mấy cái đường chạy của mấy đứa nhỏ nè cả nhà, chạy thẳng xuống dưới đó vòng qua. 5 minutes later. Mấy cây nho. Mấy cây nho mùa xuân cái bắt đầu ra lá. Lá dần vàng. Gốc thì nhỏ. Đang ra bông. Ra bông. Trong kia này chắc mới trồng được vài năm. Sợ lá nó hơi vàng vàng đó. Cái cây này còn nhỏ chưa bự. Này họ trồng luôn. Quay là cái cây nó bự nữa nha. Này cây còn nhỏ. Gốc còn nhỏ. Chưa bự. Trồng luống. Cái bông của nó ngộ quá. Yeah.
nhà của mấy con bướm này. Con ông con này con gì không biết. Chồng. Góc góc này thưa hơi thưa. Vì nãy sát nhau. Thấy cái góc nho còn nhỏ quay cái nhà xem nha. Bỏ góc nho nó bự. Tại vì cũng dài ra nhà cả nhà nha. Chào tạm biệt cả nhà. Cả nhà chấm những video tiếp theo cả nhà.